xin làm ơn, tôi không muốn gặp rắc rối. Ông nghe cho rõ đây, bọn cướp đang lần theo thứ này. Nếu chúng tìm ra, tôi sẽ bắn, hiểu chứ? Người thợ may lành nghề, nắm trong tay những bí mật động trời về giới tội phạm. Trong một đêm mà mọi chuyện dường như xảy ra theo ý trời, ai là người đã đứng sau tất cả? Đó xem, trang phục trên kênh Cinemax.